Mạng xã hội mới đây lại tiếp tục chia sẻ hình ảnh và đoạn video về một người phụ nữ lái xe xế hộp trong tình trạng say xỉn, còn livestream cùng với những lời thách thức người tham gia giao thông khiến mọi người hết sức phẫn nộ. Liên quan đến sự việc trên, một lãnh đạo thuộc lực lượng chức năng trên địa bàn Hà Nội cho biết, cách đây gần một tháng, cơ quan có nhận được thông tin về đoạn clip nữ đại gia livestream say xỉn lái xe đòi đâm chết người. Cũng theo vị này phân tích, nếu làm rõ những hành vi trên hoặc ngăn gớm thừa nhận thì cô này sẽ bị phạt lỗi nghe điện thoại khi lái xe, thậm chí còn làm rõ thêm hành vi gây rối trật tự công cộng. Thông tin trên báo chí đã đăng tải cho hay, từ vài năm trước, ngăn gớm đã được mọi người biết đến với tài khoản Mẹ Paula Gớm, nổi tiếng trên mạng xã hội bởi sự mạnh mẽ và thành công của mình khi trở thành mẹ đơn thân. Chị này còn gây sốt hơn khi có những hành động ý nghĩa như tặng những chú heo đất xinh xắn do chính tay mình làm cho trẻ em nghèo trên khắp cả nước. Tuy nhiên, nữ đại gia nhanh chóng bị đông đảo cộng đồng mạng vạch mặt và cho rằng đó chỉ là trò PR rẻ tiền vì nhiều ngày trôi qua chẳng ai nhận được heo đất của chị này. Hành động vừa lái xe vừa livestream trong tình trạng say xỉn là điều cực kỳ nguy hiểm, không chỉ cho chính bản thân mình mà còn ảnh hưởng đến những người khác. Mong rằng các cơ quan chức năng sẽ có những chế tài phạt nặng cho những trường hợp này.